Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Trầm trồ trước khung cảnh băng tuyết đẹp bao phủ chùa Đồng trên đỉnh Lọn Thiêng, Yên Tử. Không khí lạnh khiến nhiệt độ liên tục giảm, nhiều nơi chìm trong rét đậm, rét hại. Chùa Đồng trên đỉnh Lọn Thiêng, Yên Tử xuất hiện băng tuyết tuyệt đẹp. Và chiều tối ngày 8 tháng 1, băng tuyết xuất hiện khá dày trên đỉnh núi và mái chùa Đồng Đỉnh, Lọn Thiêng, Yên Tử thuộc Uông Bí, Quảng Ninh. Nhiệt độ thấp kết hợp cùng mưa, băng tuyết phủ trắng các bậc đá lỗi dẫn lên chùa Đồng và hành lang bằng gỗ xung quanh. Tuyết trắng bám xung quanh mái chùa tạo lên cảnh quan vừa đẹp mắt vừa huyền ảo cổ kính. Nhiệt độ giảm dưới 0 độ C khiến cho hoa quả và cây bên trong ngôi chùa cũng xuất hiện lớp băng phủ bên ngoài. Hiện tượng băng tuyết trên núi Yên Tử khá hiếm gặp, lên nơi đây trở thành điểm du lịch hút khách cho người dân quanh vùng. Chia sẻ với báo chí, ông Lê Tiến Dũng, trưởng ban quản lý khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử cho biết, vào sáng ngày 8 tháng 1, đỉnh chùa Đồng bắt đầu xuất hiện gió giật mạnh, không khí lạnh kết hợp cùng mưa làm băng giá xuất hiện ở nhiều nơi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9 tháng 1, không khí lạnh có cường độ ổn định ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét, phía Bắc trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11-13 độ, phía Nam 14-17 độ. Các tỉnh Tây Nguyên đêm và sáng trời rét. Ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.